Hello, xin chào tất cả 500 anh em YouTuber đã quay trở lại với kênh nghiện FIFA của mình. Chúc kênh em có một ngày mới học tập và làm việc hiệu quả nhé. Thì hôm nay mình sẽ quay trở lại với series giải mã này mà. Cứ 2 ngày sẽ là một video, hoặc là cỡ 2-3 ngày đó này mà. Hôm nay chúng ta sẽ giải mã về Seva nha anh em. Đó, con hàng là rất nhiều anh em yêu cầu luôn. Nói chung mà cái meta gần những cái meta gần đây là gọi là Seva nổi đình lên nổi đám anh em à. Rồi mình cảm nhận là cái độ bá của Seva là một ngày càng hoàn thiện khi mà nó ra mùa giải LN này đây mà. Đó thì trước khi vào video thì chúng mình sẽ quảng cáo một xíu. Đó, anh em nào có nhu cầu về full dịch vụ FO4 nha anh em, đặc biệt là Bom BB. Đó, anh em hãy nhắn qua Zalo của mình 079 nè, 226-8936 bên góc phải nha anh em, và duy nhất. Đó, anh em cứ alo vô cái đó. Còn những cái như là fanpage cũng là nghiện FIFA, cái nhóm trên Facebook cũng là nghiện FIFA, TikTok thì nghiện FIFA official nha anh em, với YouTuber nghiện FIFA. Nói chung là mình sẽ làm hai cái để tránh trường hợp là nó sẽ bị die anh em thấy không, là mình sẽ còn cái kia, nên anh em follow hai kênh luôn nha anh em. Đó rồi, anh em có mua bán quần áo gì đó hay là mua cái dụng cụ ba giỏ sách gì đó thì mình có hai cái link Shopee nha anh em. Đó, anh em lên ủng hộ mình nếu như anh em muốn. Còn mấy cái web, có web xem ạt là web nguyện FIFA nè anh em à. Đó, còn mấy mốt thì mình sẽ triển khai tiếp mấy cái khác thì chúng ta sẽ có sau. Ok, quay trở lại vấn đề chính ngày hôm nay, đó chính là Seva đây mà. Nói chung là Seva là ngày xưa thuộc dạng như là thời ở AC Milan nha anh em, mà rất là bá luôn. Nhưng mà bắt đầu cái đỉnh cao phong độ là bắt đầu chuyển qua Chelsea thì hơi nát một xíu. Đội trưởng của Ukraine nè, nói chung gánh team đã hay nhưng mà quốc tịch Ukraine nên năm ra là cũng không có một cái gì đó nổi bật cho lắm. Về mặt thành tích anh em, về mặt thành tích của đội tuyển quốc gia, chứ còn mà ở Milan thì anh em biết rồi đó. Quá bá luôn. Đầu tiên là mùa giải NG này thì có lẽ là cộng 10 rồi. Bây giờ mà Garena nó vẫn chưa xả cộng 10 anh em, mình làm video khá nhiều và nói rất nhiều về vấn đề này. Đó chính là xả cộng 10 những mùa này đi. Còn chờ đợi cái gì nữa để cho người ta trải nghiệm hay nào, chứ chả lẽ bây giờ đâu mà đợi tới nát game luôn à. Game này ít nhất phải cỡ 3 năm nữa. Thì bây giờ xả những con hàng này cộng 10 là được rồi. Chứ còn gì nữa mà mua đi, ra mấy gói kia chứ chờ biết bao giờ mới xả cộng 10. Mùa giải TT cũng vậy. Mùa giải TC. Mùa giải TC thì bây giờ ở mức hạng cùng 8 thì mình cảm nhận là anh em cũng không nên mua nha anh em, 20 tỷ khá chát. Nhưng mà nếu như mà anh em muốn team đẹp, muốn có số 8 này đẹp đúng không thì vẫn ổn. Cái còn giờ mùa giải TT là chắc lết nha anh em, đá không nổi đâu. TC nghèo nè, TC cộng 8 nè, dành cho những người là đam mê cộng 8 đẹp thôi nè. Và mình nghĩ là cũng không nên mua. Tiếp theo đó chính là mùa giải LH. Mùa giải LH và mùa giải hot thì hai mùa này là mùa hot hơn lương. Nhưng mà theo chỉ số ẩn thì mùa LH nó có chỉ số ẩn, đó chính là xuất tật bóng bắn ngoài. Thì hai mùa này mình đá cộng 8 mình cảm nhận nha anh em, thì mùa giải LH mình đánh giá là cao hơn đây mà. Đó, cái chỉ số ẩn xuất tật bóng bắn ngoài này không phải vì chỉ số ẩn xuất tật bóng ngoài này mà mình lựa chọn mùa giải LH anh em thấy không. Nhưng mà đá thì anh em mới biết ở mức hệ cộng 8 nha anh em, nên nhớ nha, những mùa này giờ chỉ chơi cộng 8 thôi nha, chứ còn chơi cộng 5 thì vứt. Nó gọn là vậy, với cái giá hiện tại đang là 80 mấy tỷ thì mình cảm nhận là khá ổn. Ở mức thẻ một chỉ số 113, nếu như anh em ép thì mình cả đời cũng không biết lên chứ nữa. Giờ anh ép 10 lần á, bây giờ cho anh em ép 10 lần cộng 8 của hàng Seva này ở mức 2 cộng 8 nha. Chắc chắn không bao giờ lên, nên năm ra 100 tỷ là mình nghĩ quá rẻ rồi. Anh em có thể mua con này nếu như anh em muốn build team cộng 8 đẹp và đá cực kỳ chất. Đó, build búp team vào là sẽ là cộng 10 anh em ha. Đó, full team. Quá ngon luôn, chứ còn chờ cái gì nữa. Búp thêm cái châu bò nè. Châu bò rồi cái chạy chỗ, cái đỡ bước 1. Đó, những cái chỉ số mà khá ngon ở cái meta này đỡ bước 1 anh em à. Đó, là Seva mùa giải LH sẽ bán. Còn đồng thời mùa hot thì anh em không nên mua nha anh em. Đó, hoặc là khi nào mà quá rẻ đi, hoặc là mở ra được chứ mình đánh giá con này cao hơn mùa giải LH nha anh em. Đó là hai con cho anh em lựa chọn. Bây giờ bỏ qua hết mọi yếu tố về ngoài cộng 8 thì chúng ta sẽ trở về cộng 5 nè. Cộng 5 thì cái tên đầu tiên đó chính là Seva, là Seva mùa giải MC ở mức 2 cộng 5. Đó, thì theo mình đánh giá là đá cũng không có hay anh em à. Giống như ba lắc gu lít đồ là anh em có thể bỏ ra 10 tỷ anh em hiểu không? Anh em mua con hàng Seva mùa giải MC cộng 5. Đó, chứ còn mà mình đánh giá con này mà anh em giờ anh em mua cộng 5 thì cũng là phí tiền anh em à. Thật sự như anh em, cái AI nó khá là đù anh em à. Đó, đù ở đây là giống như anh em đá yếu á, mà anh em còn mua con này vào nữa thì mày khó đá lắm. Chứ còn ví dụ như trình cỡ mình thì mày con nào thì suốt cũng vào, nói chung là đối diện là chắc chắn vào. Để đâm ra mấy cái câu mình nói là suốt cái phế hay là mình cũng nói về cho anh em á. Đó, chứ còn mà mày trình cao thì mày đội hình MC cộng 1 leo cũng được.
hiểu không? Để cho nhiều hàng nó bắt bẻ anh em à, đó, kiểu vậy. Nói cho anh em hiểu. Thì nếu mình nghĩ là cộng 10 cộng 5 này thì mình nghĩ không được đâu. 10 tỷ là rất là ấy anh em hiểu không? Ví dụ như giờ anh em chơi team AC Milan đi thì mình nghĩ Robéo nè, anh em nên mua Robéo hơn. Đó là phần giải mã hay một xíu phải không? Chứ bây giờ anh em chơi team Chelsea, trong team Chelsea thì có Torres, CFA, anh em có thể cố gắng xíu mua không? Chứ còn mua CFA MC cộng 5 này để làm cái gì? 10 tỷ rất là mắc, 5 tỷ thì được. Anh em thấy không? Cùng giá trị thì chúng ta nên đổi con hàng khác. Giống Milan là Robéo là trời có cửa mà CFA cộng 5. Đó, nên đâm ra là một con hàng MC cộng 5 này vứt luôn, không cần mua đây mà. Đó. Còn nếu như anh em quá fan thì mình không nói nha. Muốn quá fan thì không nói. Còn giờ bây giờ phân tích ở mức 2 cộng 8 với cái giá 600 tỷ. Quá mắc luôn. Con này cỡ 300 anh em à. Và chắc chắn luôn từ bây giờ cho tới Tết là con này nát. Cái mùa giải MC này sẽ nát dần, nát mòn anh em à. Cỡ còn 200-300 như mùa giải LH vậy thôi. Đảm bảo anh em luôn. Nên ra nếu bây giờ mà anh em có ý định mà nào mới bỏ ra tiền tấn nha anh em à. Quá giàu nha. Thì mua chứ còn mà kiểu như muốn build team cộng 8 mà đã lâu dài thì cái giá trị của anh em sẽ bị cực kỳ nát luôn. Nên đâm ra thôi, không nên mua đây mà chờ đợi đi nha. Chờ đợi là hạnh phúc. Chúng ta sẽ tới tiếp theo chính là mùa giải ở CFA. Thì CFA thì tới bây giờ là thuộc dạng như là vẫn còn limit luôn nha anh em. Không phải limit, gọi là bị phích giá luôn. Thì con hàng này mà nếu như đúng giá cho anh em luôn á là con này cỡ cũng 10 tỷ. Đó thì mình nghĩ anh em nên mua con này hơn so với con giải của mùa giải MC nha anh em. Đó, danh tiếng huyền thoại đá ok hơn. Nói chung là CFA mùa giải CFA nếu như đúng giá trị thật sẽ là 10 tỷ hoặc 11, 12. Thì anh em nên mua về trải nghiệm là mình nghĩ ok nhất. Đó là cho anh em nghèo nha anh em. Đó, nhưng mà bây giờ kẹt cái là bây giờ nó đang bị limit đây nè. Ô quên, bị phích giá đây nè. Đó, nên là rất là khó khăn. Bây giờ gà yêu cầu gà phải phích con này đầy đúng đi. Cỡ 10 tỷ, 11 tỷ, 12 tỷ là đẹp rồi. Là anh em mua con này liền. Đó, là hai mùa này là về nghèo con này là bức rồi nè. Con này nghèo mua con này bây giờ bị phích giá nữa. À, khó khăn chưa, thấy không? Quải lắm. Chúng ta sẽ tiếp tục đến mùa giải đó chính là mùa giải cáp. Thì mùa này thì ngày xưa thuộc dạng như là mình có review anh em mà, nhưng mà cái meta lúc đó thì nó không được hay. Và anh em chơi Seva thì anh em cũng phải biết cách chơi, đó chính là chọt chạy đúng không, dứt điểm. Đó, thì ở những cái meta gần này anh em thấy không, từ hồi mà chuyển qua cái meta là chọt chạy này đó. Là con hàng mùa giải cáp mình đánh giá rất cao nha anh em, nhưng mà ở mức hệ cộng 5 nha. Chứ không phải cộng 1 cộng 2 nha anh em. Đó, ở mức hệ cộng 5 là anh em búp tim sẽ lên cộng 8. Đó, thì con này thuộc dạng như bây giờ anh em gọi là tương đối giàu đi. Nếu như muốn mua cộng 5 mà mua chức đá từ bây giờ cho tới Tết đi. Bây con hàng này chỉ giờ tới Tết thôi nha. Con hàng này bây giờ chỉ có gì từ giờ tới Tết thôi, chứ qua Tết là chuẩn bị nát đấy. Con hàng này mà Tết là chắc chắn cỡ còn 20 tỷ. Đó, bây giờ hiện tại đang là lên tới 40 tỷ luôn rồi anh em thấy không? Ngày xưa là chỉ có 20 mấy tỷ thôi nha anh em. Nhưng mà hình như bị phích giá, bây giờ trở về đúng giá trị nè. Và con hàng này là đánh giá mình cảm nhận là khá chất lượng. Nhưng mà nếu như 40 tỷ mà bây giờ so với team Inter gì? Team gì? Team Milan thì mình vẫn rất quất con hàng Robéo hơn này mà. Robéo MC cộng 6. Đó. Hay là Repo CFA cộng 5. Đó, Chelsea rồi Repo CFA là cộng 5 luôn. Hoặc là Fernando Torres. Đó, CFA về khả năng chạy chỗ rồi mà cực kỳ khôn của Torres. Hoặc là Eto'o Aiken cộng 1. Torres Aiken thì hơi mắc à, năm mấy à, Torres Aiken thì cũng năm mấy à. Để từ anh em à, bàn con này nhưng mà phải xem Torres Aiken thôi ơi. Nếu như mà giá không chênh lệch là chúng ta nên mua Torres Idol ở đây mà. Nè, Torres Idol thấy không? Có 50 tỷ thôi. Mình nghĩ anh em sẽ mua, nên mua con hàng Torres Aiken hơn so với CFA cộng 5 nha anh em. Đó là so sánh gọi là đá nhẹ qua cái kiểu mà giống như là so hàng anh em à. Con hàng đâu rồi? Ủa? À quên, phải bấm chữ CFA nó mới hiện. À, anh em thấy không? Nhưng mà nếu như giờ chỉ nói về CFA thôi thì 40 tỷ. Nếu anh em quá ưng thì mùa này mình cảm nhận là ok này mà. Ổn áp. 40 tỷ đẹp rồi. Cố gắng cả 35 đi, nhưng mà đá bây giờ tới Tết thôi nha anh em. Đó, lý do tại sao mà mình nói bây giờ tới Tết là cái con này sẽ nát. Lý do biết sao không? Con hàng LN nó đã xuất hiện rồi. Đó, và đó cũng là lý do mà mình làm video này sớm trước luôn này mà. Những video kia đang làm trước mà chưa lên. Đó, do anh em yêu cầu quá nhiều mà mình nghĩ là giá trị sử dụng con hàng CFA này nó quá kinh ngon đi. Nên ra là mình lên video trước. Đó, anh em nào mà xem được trước, anh em cố gắng săn sớm hoặc là chờ giá giảm anh em thấy không? Đó chính là con hàng CFA mùa giải LN nha anh em. Mày hai chân 5 năm. Hai chân 5 năm, sút xoáy, ma tốc độ, đánh đầu mạnh,
xuất tạt bóng má ngoài, bấm bóng, mày hội tụ tất cả các yếu tố mà con hàng luôn. Mà tốc độ nè, xuất sấy chỉ có thiếu xuất xa thôi. Đó, có nè so với chỉ số ẩn cũ á, đó, xuất tạt bóng má ngoài có đánh đầu mạnh nữa. Bấm bóng mày nghe không cần, mà mình thấy cái độ chỉ số này là quá ok rồi. Cộng với đó là hai chân 5 năm. Anh em à, hai chân 5 năm, tốc độ 112, 112, 114, 112. Bình tĩnh 112, nhìn chỉ số rất ngon. Tưởng đá là không biết ngon hay không, mà đầu mày vào đá rất ngon nha anh em. Quá bá luôn, quá kinh dị luôn. Dứt cái nào là giàu và đá như là gọi là con hàng quốc dân mới anh em à. Con nào mà lên cộng 5 nữa thì thôi rồi luôn. Icon, Icon chưa ra, những cái server khác thì Icon đã ra rồi. Nhưng mà bây giờ cái server Việt Nam thì Icon chưa ra, thì mình thấy hình như Icon nó cũng một đống chỉ số này. Nhưng mà hiện cũng một đống chỉ số này luôn. Nhưng mà hiện tại thì chưa ra nên anh em chỉ có nước mua LN thôi. Chắc chắn Icon phải mắc. Với cái giá hiện tại đang là 50 tỷ thì cũng giống như cái mùa giải là 22TS. Anh em thấy Sony Min không? 4 mấy, CR7 rồi vậy. Mới ra thì nó sẽ là 59 mấy tỷ. Còn 5 mấy tỷ. Đó, thì anh em cái con hàng này nó cũng sẽ hot vậy thôi. Bây giờ khả năng mở ra của xe qua là càng ngày càng ít, anh em hiểu không? Đó nè, giao dịch 20 giờ khi mà chỉ có một người bán thôi, mặc dù đặt mát có nghĩa là không ai bán con hàng luôn. Hoặc là họ sẽ là ép lên cộng 2, là anh em biết cái độ hiếm rồi đó. Cái độ hiếm của con hàng này rồi. Nên ra anh em cố gắng săn nha anh em, chuẩn bị đây, chuẩn bị nó sẽ xả mùa giải LN thôi, xong sự kiện tỷ phú này nè. Là một đợt một kéo một đợt cỡ sự kiện sau tiếp là hai cái sự kiện sau là mùa giải nó sẽ nát. Còn nếu như anh em giàu, ok, quất liền luôn anh em à. Ép liền con này cũng 5 là đá liền. Đó, cứ gọi là bỏ hết chi phí thì bỏ hết phôi rồi ra quất luôn con hàng này cũng 5 đá đi. Đó. Còn mà anh em nào nghèo thì thôi chờ đi, chờ con này cỡ xuống còn 30 tỷ là đẹp. Đó, nhưng mà chờ hơi lâu thôi, còn có tiền thì quất liền nha anh em, đảm bảo cưng. Cưng tiền, nếu như hai con này mà Seva mùa giải LN so sánh với Tavernotodes Icon nha anh em thì mình sẽ lựa chọn chính là Seva đấy mà, về cái độ gọi là nhạy hơn. Độ nhạy hơn không biết là giống như là vừa ra mùa mới thì mình nghĩ là cái độ nhạy đó là cái khi mà chúng ta vừa ra mùa mới này mà chắc chắn phải bá. Đó, chứ còn nếu như sau này nha anh em mà hai con luôn thì mình nghĩ là sẽ là 1-9, 1-10 thôi. Nhưng mà Icon này chắc chắn phải giữ giá hơn con này. Không, nhưng mà bây giờ nói về giá trị sử dụng thì hai con sẽ là như nhau anh em ạ. Đó, hai con sẽ là như nhau. Đó, nhưng mà có điều Torres thì mẹ hơi bị yếu anh em ạ. Đó, cái điểm yếu đó là anh em đã xem giải mã, anh em đã xem video nhiều là mình đã nói rồi. Đó, còn hàng Seva này mình sẽ nghĩ là sẽ có một độ bướng xíu nha anh em. Đó, mà gọi là khá là kinh dị anh em ạ. Đó, nói chung là vậy. Kiểu giống như giờ là mùa mới ra nó sẽ búp ảo lên em, giống như trình độ cả 9.5 rồi nó búp lên độ mới 12-13 luôn anh em thấy không? Đá như sung lên đó, xong rồi sau đó nó sẽ phích lại. Đó thì cái này là mình quá quen rồi, những cái mùa mới ra là chắc chắn mua vừa về hoặc là gì cho đá thử là rồi mà đá rất là dữ. Nhưng mà về cái cảm nhận lâu dài á, nhưng mà mình nghĩ là con này nó sẽ không bị phế lại đâu nè, không bị phế theo cái kiểu như mình nói đâu. Tại do mình cảm nhận là mẹ đá kinh lắm nên đâm ra anh em cố gắng mua nha anh em. Cố gắng mua xe 3LN để em giải mã luôn cho anh em nè. Đó, còn anh em nào mà gọi là suy nghĩ ví dụ như con này đi, ví dụ sao đánh hai con này đi. Bây giờ con này cộng 5 với con này cộng 1 thì mình nên mua con nào này đó. Câu hỏi nó phải như vậy. Hai chân 5 năm, anh em nhớ nha, hai chân 5 năm có xuất tạc bóng má ngoài, mình sẽ lụm con này. Chắc chắn con này nó sẽ rẻ, ví dụ như con này 50 tỷ. Không bao giờ 50 tỷ, anh em cố gắng chờ đợi nó sẽ xuống cỡ 40 tỷ, 35 40 tỷ thôi thì mình nghĩ là anh em mua LN đi anh em. Mua LN đá nha anh em. Đó, nó chỉ kẹt cái là mức lương là hơn 2 lương nè. Đó. Mắc hơn lương 2 lương thôi thì mình nghĩ cũng được, không sao cả. Cố gắng mua con này. Còn anh em nào mà giàu mà đang nghĩ là có nên ép hay không thì ép liền nha anh em, ép con này cũng 5 đi. Đó. Thì ok, đó là tất cả những gì về Seva anh em thấy không? Những mùa này vứt nè. Quá nghèo thì cố gắng sang con này. Cộng 5 mà bây giờ lại bị ảo giá không, lên có 7 tỷ gì không, nó toàn đổi gì không. Đó, cái cầu MC mình cũng không đáng sử dụng. Còn anh em nào muốn chơi cộng 5, ví dụ như thích chơi team cộng 5 cho đẹp thôi thì mua C3 cáp cũng được. Còn anh em mà nghĩ kia thôi giờ tôi mua con này tôi ép spam lên cộng 3 nha anh em. Con này là nếu như anh em mua về không phải tính cộng 1 mà phải tính cộng 3 là cho ép spam. Đó thì hai con nó chỉ số nó hơn thì thôi. Nhưng mà về cái AI thì mình thấy là con hàng LN này ngon hơn và năm sau ấy quên là hai chân 5 năm nữa anh em à. Đó. Rồi, vậy thôi. Chào anh em nha anh em. Đó, nếu như anh em yêu quý hãy cho một like, một subscribe, một chia sẻ anh em à. Đó, like tốc hành, chia sẻ tốc hành anh em à, để cho đề xuất lên tí.
anh em là có nhu cầu về full dịch vụ F4 thì hãy nhắn qua Zalo của mình. Anh em là có nhu cầu về mua bán quần áo thì lên hai cái link Shopee, xem ạc hay lên nghiệnfifa.com nha anh em. Còn cần bất cứ một cái gì về mua bán gì anh em mà thì cứ alo cho mình. Ok, chào anh em và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.